anh em hôm nay lại thích tốc độ rồi. Đấy, thôi để Lĩnh cất xe vào trong, Lĩnh cùng anh em mình review trước này nha các bạn nha. Hello, xin chào bạn quay lại kênh Lê Lĩnh Vlog của mình. Vừa rồi thì Lĩnh vừa làm một vài đường cơ bản để test cái chiếc xe bánh bé của ngày hôm nay Lĩnh review lên cho anh em. Thì chiếc xe này là một chiếc xe anh em mình thân thiết ở Chiêm Hóa Lĩnh thôi, không có gì xa lạ cả. Cách nhà Lĩnh có khoảng 4-5 cây thôi, em trai ủng hộ gói độ bánh bé để đi chơi Tết. Thậm chí là đợt này anh em biết đến vừa rồi, tối hôm qua trên TikTok hay trên Facebook ấy, có những anh em idol ở Tuyên Quang đang nổi tiếng. Anh em xem những idol quay thì anh em biết đến rồi. Rồi thì Lĩnh tập trung chính vào video ngày hôm nay là chiếc Exciter phiên bản xám đỏ này các bạn nhá. Xám đỏ đen, xám đỏ đen. Đây một phiên bản mà bạn đã độ cực kỳ nhẹ, trên chục triệu. Rất là nhiều anh em hỏi Lĩnh là độ bánh bé và bánh to thì bánh nào nó sẽ nhẹ nhàng hơn, thì chắc chắn là bánh bé rồi. Và kể cả tiền độ bánh bé thì theo phong cách của những anh em chơi thì Lĩnh sẽ cùng anh em mình review ở video ngày hôm nay. Lĩnh sẽ cùng anh em mình review từ trên đầu của chiếc xe này về. Hôm nay có một điểm mới ở chiếc tay phanh. Lĩnh review điểm mới luôn, tay phanh côn carbon fiber CRG. Anh em có nhìn thấy tay phanh côn carbon CRG bên phần bên côn đây. Em trai chơi hàng xịn và đẳng cấp CRG các bạn nha. Bóp cắt như zin, rất nhẹ nhàng, rất nhẹ các bạn. Đôi tay phanh côn này cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Bao tay V3 của X1R. Em trai đây chơi đơn giản theo phong cách của anh em mình, chơi kiểu Malai. Đấy, thì nếu như mà các bạn mà chơi kiểu Malai thì anh em đi con cho Lĩnh con đèn G-Pass 2 tầng thì rút ngắn kinh tế. Nhưng mà đèn G-Pass thì anh em biết đấy rồi, sẽ không bao giờ bằng bi cầu được. Thì anh em mình pha trộn giữa bi cầu phong cách của bánh to là bi cầu Titan Black. Thì cái quả bi cầu Titan Black này bạn đã lên trước ở tờ quán Lĩnh khoảng tầm hơn 1 tháng rồi. Thì bạn mới gửi xe về để làm lại để dọn xe chơi Tết dương lịch các bạn nha. Bi cầu Titan Black, mắt quỷ màu đỏ. Phần bên dưới mặt nạ thì các bạn triển khai là cái phần Audi. Thì Audi này thì bạn sẽ sử dụng cho Lĩnh là cái dây led màu xanh thôi, chứ không phải là mạch A11, mà đây là chỉ thay thế cái dây led vào để cho nó sáng, thay cái phần mắt quỷ màu trắng của các bạn đi thôi. Đấy, thì nó cũng thêm một cái điểm nhân nhá mới. Phần tem chủ đạo là như lúc đầu Lĩnh chia sẻ với các bạn là màu đen, màu đỏ và màu sáng bạc các bạn nhá, màu sáng bạc. Đó, I15ZR. Tiếp theo cái sản phẩm mà bạn ấy đã lên trước của bên Lĩnh cách đây hơn tháng ấy là cây phuộc Winx. Cái phuộc Winx thì các bạn biết đến rồi, kể cả anh em mình có thể là hạ phuộc hoặc là dùng nó sẽ êm ái và ngon hơn zin rất là nhiều. Đấy, thì Lĩnh cũng chia sẻ với anh em mình rất là nhiều rồi. Kèm theo đó là những cái điểm nhấn nhá chẳng hạn như là ốc xanh lục bảo. Đấy thì bạn cũng thay thế ở trên rè này. Mà lần này thì bạn ấy lúc đầu trước khi bạn ấy chưa chơi bánh bé thì bạn vẫn chạy lốp zin, thì bạn đã lên phuộc sẵn rồi. Và lần này bạn ấy hạ bánh cho Lĩnh xuống bản mâm CNC của X1R 5 mâm 5 cây bản 1.6 các bạn nhá. Nâng cấp lốp cao cấp. Đấy thì Lĩnh chia sẻ với anh luôn là anh em luôn là lốp này là lốp cao cấp Pirelli Rosso Vintersect. Vintersect các bạn nhá. Thì cặp lốp này nó sẽ trên 1 triệu. Chứ còn nếu như mà anh em mình mà chơi những cái phiên bản bánh bé khác ấy thì anh em mình có thể là chơi những cái cặp lốp nó chỉ tầm cỡ 300-400 nghìn thôi, của lốp Way, lốp Gem. Đó thì là về cái phần lốp các bạn nhá. Cái cặp mâm thì có tặng kèm theo cho anh em mình cái đĩa trước, cái đĩa trước. Cái đĩa này là đĩa 4 lỗ size 245 các bạn nhá, size 245. Đấy thì cái đĩa này thì anh em mình lắp như zin cho cái mâm này. Ok anh em. Tiếp theo phần trong này nữa thì có thêm cái phần bảo vệ két nước. Bảo vệ két nước nhôm CNC. Đó, thì cái này là truyền thống rồi. Anh em nên bảo vệ nó vào. Còn rất là nhiều anh em hỏi Lĩnh là cái phần tam giác bên dưới này, phần tam giác bên dưới này thì anh em có nên lắp không, thì anh em mình nên bỏ lên đi cho Lĩnh để anh em mình rửa ráy cho nó sạch các bạn nhá. Dễ rửa, dễ rửa. Về phần sườn đây. Về phần sườn thì các bạn có thể triển khai là phần bên tay phanh. Một bộ tem theo các bạn thì là bộ tem này có hợp với lại cái chiếc xe ngày hôm nay Lĩnh review không các bạn? Mâm đỏ, chỉ đỏ ở trên tem. Kết hợp là màu xám, màu xám bạc là màu nổi bật chính của video ngày hôm nay. Về phần ống xả thì chắc chắn lúc đầu video thì các bạn có thể là nghe thấy Lĩnh test từ đoạn cua đoạn kia về đoạn bên kia. Sau đó là test một đoạn đường, nói chung là trên Lĩnh muốn chạy được một con đường mà test nó thoải mái thì hơi khó, hơi hiếm. Toàn phải phanh rú rụi để hãm tốc lại các bạn nha. Bộ ốc sử dụng là bộ ốc 21 con ốc xanh lục bảo cả bên bưởng điện bên kia nữa để thay cái phần nhân nhá. Thì chắc chắn các bạn chơi bánh bé là anh em mình thường thường chơi ốc là chủ yếu. Thêm ốc nhớt nữa các bạn nha, ốc nhớt to đây, ốc nhớt to đây. Đấy, và bây giờ Lĩnh sẽ không để cho anh em mình chờ đợi lâu, Lĩnh sẽ nẹt lại cho anh em mình nghe cái tiếng bô một lần nữa các bạn nha.
Đây. Cây bô này thì chắc hẳn các bạn biết đến nó, Lĩnh làm một video rất là lâu rồi, nhưng mà Lĩnh vẫn muốn test lại cho anh em mình nghe sau khi mà bên Lĩnh làm hoàn thiện lên xe. Đó. Thì đây là cây bô King Rắc, cây bô King Rắc cổ, bô inox 304 kết hợp lon bô King Rắc các bạn nhá. Ốp, phần ốp bô bên ngoài này là lắp ốp bô zin. Và ở phần cái bô King Rắc này thì Lĩnh cũng đã chia sẻ với anh em là nó có sẽ có hai tiêu, một tiêu to, một tiêu nhỏ. Thì đây trên xe này Lĩnh đang lắp cái tiêu to các bạn nhá. Và âm thanh thì các bạn cũng đã nghe thấy rồi. Và chắc chắn là sau clip này các bạn sẽ hỏi Lĩnh là anh ơi cái bô này có còn bán không. Thì xin thưa với anh em là cái cây bô này đã hết hàng các bạn nhá. Đây là cái cây bô bạn ấy đã đặt trước của Lĩnh một tháng trước đấy, để lại để cho bạn ấy lên cái video hoàn thiện của ngày hôm nay. Ok, và thêm theo đó là ở bên trong này thì bạn ấy có lắp thêm cho Lĩnh là một cái chống đổ. Đấy, chống đổ. Đấy, chống đổ các bạn nhá. Anh em mình di chuyển tiếp về phần đằng sau thì ở trên này sẽ có một cái phần yên. Cái yên này là yên gọt phong cao. Yên gọt phong cao, bạn này bạn rất là cao cho nên là bạn ấy không đi được cái phần yên thấp các bạn nhá. Đấy, thì cho nên là bạn ấy dùng cho Lĩnh là cái yên gọt cao êm. Phần trên tay dắt này cũng sơn lại màu đen. Đấy, lúc đầu là cái tay dắt là bản của nó là bản màu đỏ. Sinh An Winix kết hợp rẻ zin. Sinh An Winix kết hợp rẻ zin các bạn nhá. Đấy, Sinh An Winix. Ở đây thì có thêm cả cái phần mắt mèo màu đỏ. Cái này thì Lĩnh tặng riêng cho bạn đấy nhá các bạn nhá. Mắt mèo màu đỏ. Ốc, các bạn nhìn thấy cái nòng bô đây. Cái phần nòng bô ra đây. Đấy, cái phần nòng bô ra rất to. Đấy, thêm phần điểm nhấn ốc xanh lục bảo nữa vào nhìn cực chất. Ok anh em, dưới này thì có quả lốp pi. Quả lốp pi. Đấy, quay cho anh em mình quả bánh bé bao on luôn cho anh em, vì toàn bộ đằng sau là nó như zin rồi anh em. Đó. Tiếp theo về phần di chuyển về sang cái phần bên tay côn này. Phần bên tay côn này thì có cái điểm nhấn nhá riêng biệt là chiếc gắp. Chiếc gắp nhôm CNC. Chiếc gắp nhôm CNC của AT Racing màu xám titan các bạn nhá. Chắc chắn là góc bên này khả năng là sẽ bị tối vì đang ngược nắng. Anh em mình đang quay vào 10 rưỡi sáng 11 giờ rồi. Tầm này chắc phải 11 giờ rồi. Nó đang bị ngược nắng thì anh em có thể nhìn thấy phần gắp đây. Gắp nhôm AT Racing màu xám titan các bạn nhá. Thì tăng xích âm, tăng sên âm. Nhông sên đĩa thì Lĩnh sử dụng cho bạn đây là cái đĩa tải 40T của X-Test. Đây các bạn có thể nhìn thấy chữ X-Test đây. Rõ ràng chữ X-Test. Và sợi sên 428HS của Racing Boy. Quay cực kỳ êm luôn. Nhông con 14 các bạn nha. Nhông con 14. Phần ốc bên bưởng điện. Phần ốc bên bưởng điện. Ốc bên bưởng điện. Kết hợp là anh em mình có thể là thấy thêm một cái chi tiết nữa là cái chi tiết là cái baga titan. Baga titan và bộ tem ở bên này. Đó. Một cái phong cách chơi rất là nhẹ nhàng. Đấy, thì đây là rất là nhiều các bạn ở, chắc chắn rồi, chắc chắn là dần dần thiên hướng thì các bạn ở miền Nam thì chắc chắn là các bạn đã biết cái phong cách này chơi và các bạn ấy đã thích cái kết rất là nhiều rồi. Và anh em miền Bắc bắt đầu đang tập dần chơi các bạn nha. Nên đi nó sẽ nhẹ nhàng hơn, dắt nó như con quay ấy. Nặng hơn một chút thôi anh em. Ok, thì video ngày hôm nay thì Lĩnh xin phép dừng video tại đây. Thì sau cái video này Lĩnh sẽ gửi đến cho anh em một chiếc xe cũng tiếp tục đến từ Tuyên Quang. Lĩnh ủng hộ Lĩnh là chiếc xe đến từ Nang Hang các bạn nha. Một combo dọn bánh zin và làm một những gói đồ chơi tầm 15 chi tiết, hàng xịn, hàng hiệu, thì Lĩnh sẽ gửi cho anh em mình ở cái video lần sau. Video anh em mình hôm nay xin phép dừng tại đây. Anh em bấm đăng ký kênh ủng hộ cho anh em mình ra được nhiều video hơn và like chia sẻ mọi người cùng xem nhá. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye anh em.